Vỗ tay thật nồng
nồng nhiệt để chào đón 80 hoa hậu tham gia trong đêm nay. Ladies and gentlemen, Eric and Jensen. Thank you, ladies. Thank you. Hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với đêm trình diễn trang phục đi biển với tên gọi Nữ hoàng Vinpearl trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp từ sân khấu nhạc nước Vinpearlland Nha Trang. Và lời đầu tiên, anh Quân và Quỳnh Hương xin được gửi tới tất cả quý vị và các bạn lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the bikini show, the Queen of Vinpearl. This is an activity under the Miss Universe 2008 pageant hosted in Vietnam. Quý vị và các bạn thân mến, sau đêm trình diễn trang phục truyền thống, chương trình duyên dáng áo dài cùng với rất nhiều những hoạt động được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Hà Nội và Hạ Long, ngày hôm nay 80 hoa hậu của chúng ta đã hội tụ về thành phố biển Nha Trang xinh đẹp để cùng tham dự đêm trình diễn trang phục đi biển và cũng để chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 được diễn ra vào ngày 14 tháng 7 tới đây. Ladies and gentlemen, after the national costumes and the charming áo dài shows, as well as other very exciting activities taking place in Ho Chi Minh City, Hội An, Hà Nội and Hạ Long, and today the 80 contestants are all gathered here in this very beautiful beach of Nha Trang, Vietnam, for this bikini show. This is a preparation for the coming final round, which is due to take place on the coming July the 14th. Và đêm nay, trong số 80 bông hoa rực rỡ khoe sắc là các hoa hậu đến từ 80 quốc gia, hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn ra hoa hậu mặc trang phục đi biển đẹp nhất. Hy vọng rằng đêm nay sẽ là một đêm không thể nào quên trong lòng tất cả chúng ta. And at tonight's show, there will be one best in bikini should be selected. And as with other activities which has happening these days, hopefully this bikini show will leave us all very great impressions on this year's pageant. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị thành viên trong hội đồng bình chọn. And this is now the panel's election of today's bikini show. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh niên, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, ông Nguyễn Công Khế. Mr. Nguyễn Công Khế, the Editor-in-Chief of Thanh niên Newspaper, the Deputy Head of the Organizing Committee, Chairman of the Panel of Selection. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tổng biên tập tạp chí Thời trang trẻ, ông Hoàng Đại Thanh. Mr. Hoàng Đại Thanh, the Editor-in-Chief of Youth Fashion Magazine. Xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân, bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Dr. Nguyễn Thanh Vân. Trân trọng giới thiệu Hoa hậu Đình Hùng Giáng My, Miss Traditional Giáng My. Trân trọng giới thiệu đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2007, cô Rio Mori, Miss Universe 2007, Rio Mori. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Khế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh niên, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 lên sân khấu để có bài phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. And we would now like to invite Mr. Nguyễn Công Khế, Editor-in-Chief of Thanh Niên Newspaper, Deputy Head of the Organizing Committee, to come on stage for his opening remarks. Mr. Nguyễn Công Khế. Kính thưa quý vị khách quý, thưa tất cả các bạn. Good evening, ladies and gentlemen. 80 hoa hậu của các nước và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Nha Trang để vào vòng chung kết
cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. 80 contestants are here in the beautiful Nha Trang Bay for the final rounds of Miss Universe 2008 pageant, hosting for the first time in Vietnam. Các Hoa hậu đã có một cuộc hành trình dài từ Nam chí Bắc. Họ đã đến thành phố Hồ Chí Minh, phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam, đảo Tuần Châu và Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, thủ đô Hà Nội, và đã được các nhà lãnh đạo của nhà nước Việt Nam tiếp đón thân mật và trang trọng. The contestants have made journeys from south to north, dropping by Ho Chi Minh City, the ancient town of Hội An in Quảng Nam province, the beautiful islands of Tuần Châu and Wallachai Hạ Long Bay in Quảng Ninh province. Họ đã tham dự những buổi dạ tiệc để gây quỹ cho người nghèo và cho sinh viên học sinh nghèo hiếu học, tham gia những buổi biểu diễn diễu hành cùng đông đảo quần chúng và giới trẻ Việt Nam, trình diễn áo dài và trang phục truyền thống của các dân tộc trên thế giới. The contestants have participated in the charity events we held the needy, the underprivileged and also scholarships for poor students. The contestants also participated in parade, traditional costumes performance and also a very special event in the Vietnamese traditional áo dài. Đến Việt Nam lần này, 80 hoa hậu đại diện cho các châu lục, các nước và vùng lãnh thổ trực tiếp thấy một nước Việt Nam tươi đẹp và hiếu khách. And this time in Vietnam, 80 contestants representing all the continents, countries and many territories have witnessed a Vietnam as a beautiful and hospitable country. Tối hôm nay, cuộc trình diễn áo tắm của 80 hoa hậu để chọn ra một nữ hoàng Vinh Ba Lan và 4 người mặc áo tắm đẹp nhất tại khu du lịch biển nổi tiếng nhất của Việt Nam, có tên là Hòn Ngọc của Việt Nam. And tonight, the swimsuit performance in the 80 contestants will with like the Queen of Vinpearland and for runners-up at this unique resort as known as the Pearl of Vietnam. Cuộc trình diễn tối hôm nay sẽ là một sự kiện đặc biệt để chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc thi chính thức và lễ đăng quang cho Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 tại Diamond Bay, diễn ra vào ngày 14 tháng 7 tới đây, mà hàng tỷ người ở hàng trăm nước trên thế giới sẽ tận mắt nhìn thấy hình ảnh Việt Nam qua kênh truyền hình NBC. Tonight's event also leads us to the main event of Miss Universe 2008 pageant hosted at Diamond Bay on July the 14th. At that time, billions of people around the world will have chances to see Vietnam through the live broadcast of NBC. Kính chúc quý vị và các bạn và các khán giả của truyền hình Việt Nam một buổi tối thật hạnh phúc với sự kiện thật tuyệt vời này. Xin cảm ơn. Enjoy the evening and thank you for your attention. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Công Khế. Thank you very much, Mr. Nguyễn Công Khế. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay cùng với sự khoe sắc của 80 hoa hậu đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, anh Quân và Quỳnh Hương xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức phần biểu diễn của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam với những tiết mục thật đặc sắc để chào đón các hoa hậu đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Ladies and gentlemen, tonight's event along with the performance in bikinis of the 80 contestants, that would be the joint performance of the top leading Vietnamese singers with their well-loved songs. Và ngay bây giờ, cùng với một ca khúc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, bài hát được mang tên Hương Thơm Diệu Kỳ. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Tôi quá tương tư rồi, sao tôi vẫn mơ hoài.
Don't change, 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 don
ta vừa đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Thư cùng với phần minh họa của vũ đoàn One Word qua một ca khúc nhạc Nhật lời Việt của Nguyễn Hải Phong được mang tên Nào Ta Hãy Bay Lên. Ladies and gentlemen, you've just been with a very lovely song composed by Nguyễn Hải Phong. This is a Japanese song called Fly Up High with Minh Thư and One Word Troupe. Quý vị và các bạn thân mến, anh Quân và Quỳnh Hương biết rằng vào giờ phút này thì tất cả quý vị và các bạn đang rất là nóng lòng muốn được gặp lại những hoa hậu của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ không để cho quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn trang phục đi biển của nhóm hoa hậu đầu tiên. Ladies and gentlemen, we know that you are all excited and can't wait to meet our contestants again. So now this is the bikini presentation by contestants group 1. Substance. Hoa hậu Albany Matilda Mancini, 19 tuổi. Tatiana Pereira from Angola. Hoa hậu Angola, Tatiana Pereira, 20 tuổi. Miss Antigua and Barbuda, Athena James. Hoa hậu Antigua và Barbuda, Athena James, 18 tuổi. Miss Argentina Silvana Maria Belli. Hoa hậu Argentina Silvana Maria Belli, 19 tuổi. Miss Australia, Laura Judovic. Miss Aruba, Tracy Nicolas. Hoa hậu Aruba, Tracy Nicolas. Australia, Laura Dundovic. Hoa hậu Australia, Laura Dundovic, 21 tuổi. Miss Bahamas, Sasha Scott. Hoa hậu Bahama, Sasha Scott, 19 tuổi. And now this is Alize Bulise from Belgium.
Hoa hậu Bỉ Alice Polisek, 21 tuổi. Miss Bolivia, Kate David. Hoa hậu Bolivia, Kate David, 19 tuổi. Miss Brazil, Natalia Abdel. Hoa hậu Brazil, Natalia Abdel, 22 tuổi. Samantha Tachi. Hoa hậu Canada Samantha Tajik, 25 tuổi. Islands, Rebecca Parchman. Hoa hậu đảo Cayman, Rebecca Parchman, 25 tuổi. Hoa hậu Curaçao,
Jennifer Messalina, 19 tuổi. Miss Cyprus, Dimitra Sachu. Hoa hậu đảo Ship, Dimitra Sachu, 23 tuổi. Eliska Bukova, 18 tuổi. Miss Dominican Republic, Marianne Cruz. Hoa hậu Cộng hòa Dominica, Marianne Cruz, 23 tuổi. Dominica Sacoriti, 19 tuổi. Miss Egypt Yara Now. Yara Now, 20 tuổi.
Hoa hậu Pháp Laura Changi, 20 tuổi. Dành cho các hoa hậu của chúng ta trong nhóm đầu tiên với phần trình diễn trang phục đi biển. Thank you, ladies. Thưa quý vị và các bạn, đứng ở trên sân khấu thì anh Quân và chắc chắn là Quỳnh Hương nữa cũng có thể nhìn thấy rất là rõ những gương mặt rạng ngời của các hoa hậu của chúng ta. Và Quân nghĩ rằng là các bạn hoa hậu của chúng ta có thể có một cái niềm vui như vậy, hạnh phúc như vậy bởi vì chính những tràng vỗ tay rất nồng nhiệt của tất cả khán giả đang có mặt tại sân khấu nhạc nước của Vinpearl Nha Trang. Chúng tôi xin được tường thuật trực tiếp đến cho tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ rằng buổi tối ngày hôm nay đang có rất đông các khán giả có mặt tại chỗ để thưởng thức chương trình này. Và chắc chắn những tràng pháo tay nồng nhiệt mà các khán giả đã dành cho các thí sinh hoa hậu nãy giờ cũng đã làm cho không khí của chúng ta thực sự cảm thấy rất là phấn khởi, và các hoa hậu đã thể hiện hết tinh thần của mình, đúng không anh Quân? Và thưa quý vị, we hope that you heard the very warm applauses from the audience present here at this very special stage, because you see that they made the inspirations for all our contestants to give the best performance of tonight's bikini show. And now coming back to the music, we would like to present to you one very special song also. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một ca khúc của tác giả Huỳnh Nhật Tân, bài hát được mang tên Yêu Làm Chi. And this is a song by Huỳnh Nhật Tân, means What's Love For? And this is welcome Linda Trang Đài and Tommy Ngô. Cũng vì yêu mà ta nhớ thương em bao ngày đêm, để giờ đây tương tư cô đơn dần một bóng hình. Em đang mong chờ anh sao không đến, em đang mong tình anh suốt đêm dài, con tim như cuốn si câu ân ái, vì tình em biết trao sẽ không đổi thay. Anh đừng nhớ em sao im vắng, bóng dáng ơi thân quen này đâu rồi, em nhớ đang làm ngơ hay không biết. Đã trao xe mãi mãi yêu. Như mong anh giọt mưa lạnh ướt trong tâm hồn. Vắng xa anh ngồi đây chợt nhớ những phút đắm đuối. Có đâu hay tình anh ngồi ngóng trong đêm ngày. Mãi yêu em dù cho ngày mai tình đời đổi thay. Yêu làm chi cho trái tim sẽ thêm sầu đau. Cho nước mắt rớt trong đêm dài. Cho nhớ nhung khiến ta phải tàn. Vì ai còn gian dối với yêu làm chi, son phấn heo úa mong chờ ai. Chua xót sẽ đến trong đêm dài. Vương vấn sẽ đến trong tâm hồn. Đời thêm nhiều dòng bão với những tê tái. Tình yêu đến đây làm chi.
cơm đi thêm sữa đều và cho tình em mộng mơ em đang chính tròn phút dài. Cũng vì yêu mà ta nhớ thương em bao ngày đêm để giờ đây tương tư cô đơn dần một bóng hình. Mong tình anh suốt đêm dài, con tim như cuốn di câu ân ái. Nhiệt tình em biết chắc sẽ không đổi thay. Đang nhìn em sao im vắng, bóng dáng ấy thân quen nay đâu rồi? Em yêu đang làm ngơ hay không biết? Tình anh đây đã trao sẽ mãi mãi yêu. Như mong anh giọt mưa lạnh ướt trong tâm hồn. Vắng xa anh ngồi đây chợt nhớ những phút đắm đuối. Có đâu hay tình anh ngồi ngóng trong đêm ngày. Mãi yêu em dù cho ngày mai tình đời đổi thay. Yêu làm chi cho trái tim sẽ thêm sầu đau, cho nước mắt rớt trong đêm dài, cho nhớ nhung khiến ta phải tàn. Vì ai còn gian dối với những toàn tình. Yêu làm chi phân phấn heo uống mong chờ ai, chua xót sẽ đến trong đêm dài, vương vấn sẽ đến trong tâm hồn. Đời thêm nhiều dòng bão với những lệ tay. Yêu làm chi cho trái tim sẽ thêm sầu đau, cho nước mắt rớt trong đêm dài, cho nhớ nhung khiến ta phải tàn. Vì ai còn gian dối với những toàn tình. Yêu làm chi phân phấn heo uống mong chờ ai, chua xót sẽ đến trong đêm dài, vương vấn sẽ đến trong tâm hồn. Đời thêm nhiều dòng bão với những tê tái, mà ta vẫn yêu làm chi. Thưa quý vị, mọi người cứ đặt ra đúng một câu hỏi là yêu làm chi, yêu làm gì. Nhưng mà mọi người cứ mãi mê mà yêu và không thể nào tránh khỏi được tình yêu. Cho nên đó là lý do vì sao mà đã có bao nhiêu là khúc nhạc tình. Bằng chứng là ngay sau đây cũng sẽ là một khúc nhạc tình mà lại là giải đáp cho ngay cái câu hỏi yêu đó làm chi, phải không anh Quân? Đúng là như vậy. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc mà ngay từ tựa đề của bài hát này đã vô cùng lãng mạn và rất là dễ thương. Anh Quân xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Tâm được mang tên Hãy Nói Anh Yêu Em. So ladies and gentlemen, people always wonder what's love for, that they keep loving each other, so that's the reason why. Now here comes the next song called Tell Me You Love Me. Và chúng ta cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Trà My. Hãy nói anh yêu em. Cho sâu em thôi vô sâu. Hãy nói không chia xa. Để trái tim thôi héo gầy. Trong khát khao tháng ngày, hãy nói anh yêu em cho giọt sầu em thôi hóa say. Hãy nói không chia xa để trái tim thôi héo gầy. Dẫu rằng giờ này anh đã xa, chỉ còn một mình em nhớ thương. Vẫn biết trong cơn tuyệt vọng, lòng em vẫn yêu vẫn chờ. Sao em ngây thơ tin tình ta ngỡ em mãi luôn tìm về một phương trời hai chúng ta, mình đi về thiên.
trọn vui tình em với bao ước hẹn. Hãy nói anh yêu em cho rất sâu em thôi ua dây. Hãy nói không chia xa để trái tim thôi héo gầy. Trên đường tìm đâu khi mất anh, vô tình mình đánh thôi. Em vẫn yêu vẫn chờ. Hãy nói anh yêu em cho sâu em thôi ua dây. Hãy nói không chia xa để trái tim thôi héo gầy. Hãy nói anh yêu em cho rất sâu em thôi ua dây. Hãy nói không chia xa để trái tim thôi héo gầy. Trên đường tìm đâu khi mất anh, vô tình mình đành thôi vỡ tan. Vẫn biết trong cơn tuyệt vọng lòng em vẫn yêu vẫn chờ. Quý vị và các bạn thân mến, chia tay với những giai điệu về tình yêu rất lãng mạn vừa rồi cùng với tiếng hát của ca sĩ Trà My, chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với phần trình diễn thứ hai của các hoa hậu của chúng ta với trang phục đi biển. Ladies and gentlemen, with the so lovely melodies from the song we've been sharing, now we come to the performance of the contestants group 2, also in bikini. Yorkshire, Banshire, Dallasalia. Hoa hậu Yorkshire, Banshire, Dallasalia, 18 tuổi. Hoa hậu Đức Martina Tayhe, 21 tuổi. Back to Shia.
21 tuổi. Miss Chris Yonicia Kukio. Hoa hậu Hy Lạp Yonicia Kukio, 22 tuổi. Hoa hậu Guam Sierra Robinson, 18 tuổi. Miss Guatemala Jennifer Chion. Hoa hậu Guatemala Jennifer Chion, 25 tuổi. Miss Honduras Diana Gabriela Barraza. Hoa hậu Honduras Diana Gabriela Barraza, 22 tuổi. Miss Hungary Jasmine Gamba. Hoa hậu Hungary Jasmine Gamba, 24 tuổi. Hoa hậu Ấn Độ Simran Kaurmundi, 22 tuổi. Miss Indonesia Putri Raimawati. Hoa hậu Indonesia Putri Raimawati, 21 tuổi. Hoa hậu Ireland Lynn Kelly, 20 tuổi. Miss Israel Shunet Faragi. Hoa hậu Israel Shunit Faragi, 21 tuổi. Miss Italy Claudia Ferraris. Hoa hậu Italy Claudia Ferraris, 19 tuổi. Miss Jamaica April Jackson. Hoa hậu Jamaica April Jackson, 19 tuổi.
hoa hậu trong phần trình diễn trang phục đi biển vừa rồi. Miss New
New Zealand, Samantha Powell. Hoa hậu New Zealand, Samantha Powell, 21 tuổi. Miss Nicaragua, Emma Rodriguez. Hoa hậu Nicaragua, Emma Rodriguez, 19 tuổi. Miss Norway, Marianne Berkedo. Hoa hậu Norway, Marianne Berkedo, 21 tuổi. Mến, trước khi mà chúng ta gặp gỡ với những hoa hậu tiếp theo trình diễn trong đêm nay thì anh Quân và Quỳnh Hương xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc viết về tình yêu. Tuy nhiên bài hát này đặc biệt hơn một chút bởi vì đây chính là một ca khúc nước ngoài được chuyển thể sang lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Ladies and gentlemen, now coming up, this is a song called How I Love You and this is with the Vietnamese lyrics by Phạm Duy. Và thưa quý vị, ca khúc How I Love You sẽ đến với quý vị và các bạn ngay sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Em thật say đắm, dù hôn anh trong chiều nay. Người hỡi em biết hay không, một hôm như có tình yêu, đời bỗng dưng hết cô đơn. Vòng tay này ta tặng nhau, tình cũng như sóng vây quanh, cho ngày mai bất quanh yêu. Ta đưa nhau vào cơn mưa tình yêu hồn nhiên. Rồi như cơn bão kêu gào, tình xanh tình sao mong manh. Hạnh phúc khi những con tim hòa chung nhịp ôi thân thiết. Đời sẽ em anh vui tươi như một cơn nắng hồn nhiên. Nắng ơi xin dừng đón chân, con ta đã yêu, con ta mãi. Ôi cánh môi thắm như hoa, dìu anh vào trong lãng quên. Tình đã tha thiết hôm nào, người ơi tình sao khó phai. Có lúc anh thấy như cuộc đời không còn
chỉ ước mơ. Có lúc có ngỡ như mình bâng khuâng lạc vào thiên tai, khi em trong vòng tay anh biết bao câu ân tình. Ngoài kia trăng đến bên hiền cho ta ngược mộng thiêng liêng, sao sáng nghi ngất trên cao như bao nụ hôn thân thiện. Người hỡi mau nói đi em, muôn đời ta sẽ còn nhau, sẽ muôn đời có nhau. Con ta đã yêu, con ta mãi yêu. Môi cánh môi thắm hoa, dìu anh vào trong lãng quên. Tình đã tha thiết hôm nào, người ơi tình sao khó phai. Có lúc anh thấy như cuộc đời không còn chỉ ước mơ. Có lúc bơ ngỡ như mình bâng khuâng lạc vào thiên hại, khi em trong vòng tay anh biết bao câu ân tình. Ngoài kia trăng đến bên hiền cho ta ước mộng thiêng liêng, sao sáng ngây ngất trên cao cho bao nụ hôn đắm say. Người hỡi mau nói đi em, muôn đời ta sẽ còn nhau, sẽ muôn đời có nhau. How I love you, how I love you. Môi cánh môi thắm như hoa, dìu anh vào trong lãng quên. Tình ta tha thiết hôm nào, người ơi tình sao khó phai. Có lúc anh thấy như cuộc đời không còn chỉ ước mơ. Có lúc bơ ngỡ như mình bâng khuâng lạc vào thiên tai. Trong lãng quên tình ta tha thiết hôm nào, người ơi tình sao khó phai. Có lúc anh thấy như cuộc đời không còn chỉ ước mơ. Có lúc bơ ngỡ như mình bâng khuâng lạc vào thiên tai. Ôi, bâng khuâng lạc vào thiên thai. Thưa quý vị, có lẽ là đã có rất là nhiều khán giả cũng cảm thấy mình đang bâng khuâng lạc vào thiên thai khi nhìn thấy những sắc đẹp rất là lộng lẫy của các thí sinh tham gia vào cuộc trình diễn Bikini Show tối hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tham gia biểu diễn của các thí sinh nhóm thứ ba. Ladies and gentlemen, and now let's welcome the performance of our contestant group 3. Carolina Man Dematia. Hoa hậu Panama Carolina Dematia, 19 tuổi.
Hawaii, Gianina Rufinelli, tuổi 22 tuổi. Hoa hậu Peru Carol Castillo, 18 tuổi. Miss Philippines Jennifer Barrientos. Hoa hậu Philippines Jennifer Barrientos, 22 tuổi. Miss Holland Barbara Santara. Hoa hậu Ba Lan Barbara Tatara, 24 tuổi. Hey, the sun is shining, the water is waving, you and I, just smiling, kissing. Miss Puerto Rico, Ingrid Rivera. It's heaven on earth. Hoa hậu Puerto Rico, Ingrid Rivera, 24 tuổi. Hey, it's just good. Miss Russia Vera Krasova. Hoa hậu Nga Vera Krasova, 20 tuổi. Bojana Bori. Hey, hey, would you like to go with me to the beach? Hoa hậu Seppi Bojana Bori, 24 tuổi. It's heaven on earth. Hey, the sun is shining. Singapore, Shanice Wong. You and I, just smile. Hoa hậu Singapore, Shanice Wong, 26 tuổi. Kissing, kissing, loving. Republic Sandra Mandakova. Hoa hậu Cộng hòa Slovakia Sandra Mandakova, 20 tuổi. Africa, Jansi, Miss Slovenia, Anna Maria, Abbeji. Hoa hậu Slovenia, Anna Maria, Abbeji, 20 tuổi. Hoa hậu Nam Phi Chan Sinh Khong Si, 23 tuổi.
Claudia Moro. Hoa hậu Tây Ban Nha Claudia Moro, 22 tuổi. Ta 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 ta.
Hoa hậu Ukraine Eleonora Masalap, 19 tuổi. Hoa hậu Uruguay Paula Diaz, 19 tuổi. Trình diễn trang phục đi biển của nhóm thứ ba, cũng là nhóm cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và anh Quân hy vọng rằng cùng với những gương mặt rất rạng ngời, cùng với những bộ trang phục đi biển hết sức là gợi cảm và quyến rũ như vậy, thì tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà cũng có thể cảm nhận được cái không khí thật là vui tươi và thật là sống động trong chương trình ngày hôm nay tại sân khấu nhạc nước của Vinpearland Nha Trang. And of course, they are not only the contestants that are so beautiful and charming and sexy, but also all of our female singers present here today. And now, if you doubt it, please join us in welcoming the next embodiment of beauty. This is the presentation of a very beautiful singer in her own song chant written with Yung Kathleen, the song called Do You Know? Và ngay bây giờ với ca khúc Do You Know, một sáng tác của hai tác giả Hồ Ngọc Hà và Dương Khắc Linh, chúng ta sẽ cùng nồng nhiệt chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với 80 bông hoa khoe sắc trên biển Nha Trang đêm nay, thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của đương kim hoa hậu Hoàn Vũ 2007, cô Rio Mori. Ladies and gentlemen, coming up next, this is Miss Universe 2007, Rio Mori. See how she appears. Quý vị thấy thật là thú vị khi mà được nhìn thấy Rio Mori xuất hiện trên xe xích lô của Việt Nam. Hi. Let us help you. Okay. Yeah. Okay, it's so interesting, Rio Mori. Okay. Chúng ta muốn hỏi cảm tưởng của Rio Mori một chút xíu là không biết là cô ấy cảm thấy như thế nào khi mà xuất hiện trên sân khấu trên một chiếc xe xích lô rất là đặc biệt của Việt Nam. So, how do you feel sitting on a very special means of transportation of Vietnam, Ciclo? Very comfortable. Very comfortable. Special because this is my second time riding, how do you call the bicycle? Oh, really? Vietnamese bicycle, and this is a Vietnamese culture, so I feel very special. Tôi cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu khi mà được ngồi trên chiếc xích lô. Bởi vì đây đâu phải là lần đầu tiên đâu. Đây là lần thứ hai tôi được đi xích lô rồi. Và tôi biết rằng đây cũng là một cái phương tiện lưu thông rất là độc đáo và đặc biệt của Việt Nam. Cho nên đây cũng là một điều thú vị. Quân được biết đây là lần thứ hai Rio Mori đến Việt Nam. Và trong lần này thì cùng với đoàn của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 thì Rio Mori được đi rất nhiều những thành phố của Việt Nam, như là thành phố Hồ Chí Minh, rồi tới Nha Trang, rồi tới Hà Nội, Hội An, Hạ Long nữa. Vậy thì đến với Nha Trang lần này thì bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình với tất cả mọi người được không? So this second time to Vietnam, you've been to quite many beautiful cities of Vietnam. But this is the very first time you come to Nha Trang, right? So what is your impressions on this very beautiful bay? Actually, this is my second time, so I'm so happy to be back in Nha Trang. Yeah. I was here to announce the whole city last winter. Uh-oh. But first time to Vinh Pearl. Yeah. Very yeah. beautiful. Yeah. Đây là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai tôi đến với Nha Trang rồi. Lần trước á, thì đã đến để mà công bố là Việt Nam đã được chọn và Nha Trang được chọn để đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đến với Vinh Pearl đẹp đấy, rất là xinh đẹp. Okay, so very glad that you love Vinpearl, you love Nha Trang, you love yes, Vietnam. Yes, definitely. Okay, and now this is a very special gift for you and your audience also. Thưa quý vị, và sau đây thì để cảm ơn Rio Mori, chúng tôi có một món quà đặc biệt dành cho cô mà cũng dành cho quý vị khán giả nữa. Mà tại sao nó đặc biệt và nó đặc biệt như thế nào thì có lẽ... Vâng, thưa quý vị, nó đặc biệt như nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi ngay sau đây. Và chúng tôi cũng muốn mời Rio Mori sẽ cùng chờ đợi cái món quà này của chúng tôi. Okay, and why you said it is so special and how it's special? Will you please join our audience in welcoming this, okay? Thank you very much. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho Rio Mori. Thank you, come on. Tôi yêu Việt Nam. Thank you. Thank you. Thank you, Rio Mori.
one-word trip. Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ chúng ta cùng gặp lại 80 hoa hậu tham gia đêm trình diễn trang phục đi biển Nữ Hoàng Vinpearl trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008. Ladies and gentlemen, now let's welcome again all the 80 contestants participating in tonight's bikini show, the Queen of Vinpearl. Đẹp nhất. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn ra the best bikini, hoa hậu mặc trang phục đi biển đẹp nhất của đêm nay. Ladies and gentlemen, as you see that, in spite of very tight shadows, these days all the contestants still keep themselves so smiling, so friendly, so energetic. And I think that this is one of the reasons why get a lot love from audience. Not only in Vietnam, but also everywhere where this live telecast is coming on. Hội đồng bình chọn cũng đã rất là vất vả và cân nhắc rất là khó khăn để có thể chọn ra 5 hoa hậu với trang phục bikini đẹp nhất trong đêm hôm nay, bởi vì mỗi cô là một nhan sắc và mỗi cô đại diện cho một quốc gia và một vùng lãnh thổ, cho nên kết quả sau cùng cho dù hoa hậu nào đạt được thì tất cả các bạn thí sinh trong số 80 gương mặt xinh đẹp này đều xứng đáng những tràng vỗ tay từ phía quý vị khán giả. Ladies and gentlemen, I think that the panel of selection must have a tough time finding out the 5 best in bikinis for today's show, because each of the contestants representing a country or territory, they are so elegant, they are so charming in their own way. Và bây giờ thì anh Quân và Quỳnh Hương xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được công bố đầu tiên sẽ là danh sách của 5 hoa hậu mặc trang phục đi biển đẹp nhất. Chúng ta hãy cùng chúc mừng hoa hậu Mỹ Miss USA. Miss USA is for the top 5. And now next will be Miss Spain, Hoa hậu Tây Ban Nha.
chính là Hoa hậu Ấn Độ Miss India. And congratulations for Miss Colombia. Hoa hậu Colombia. Beginning of today's show. And the last contestant for top 5 will be Miss Mexico. Hello, Mexico. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Kế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh niên, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2008. Trân trọng kính mời ông Tony Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Vũ, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ 2008. Trân trọng kính mời ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Vinpearl. Và trân trọng kính mời ông Hoàng Đại Thanh, Tổng biên tập tạp chí Thời Trang Trẻ lên sân khấu để trước tiên sẽ dành tặng những bó hoa tươi thắm cho năm hoa hậu mặc trang phục đi biển đẹp nhất. So, ladies and gentlemen, we would like to invite our distinguished guests come up to the stage to deliver the flowers for our top 5 today. Đang trao những bó hoa tươi thắm dành cho năm hoa hậu mặc trang phục đi biển đẹp nhất. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ công bố The Best Bikini Hoa hậu đoạt danh hiệu Nữ hoàng Vinpearl. Với giải thưởng này, chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2008, và bà Paula Sugar, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ sẽ cùng lên. Xin mời các vị khách mời danh dự của chúng ta vẫn tiếp tục nán lại sân khấu. And with this awarding formality, we would like to invite Mr. Lê Xuân Thân, the head of organizing committee, and Ms. Paula Sugar, the president of Miss Universe organization, to come on stage to present the best of bikinis of tonight, the Queen of Vinpearl. To, will you please? Thưa quý vị, và sau đây thì bà Paula Sugar và ông Lê Xuân Thân sẽ trao cúp cho người đoạt danh hiệu Nữ hoàng Vinpearl. Và chúng tôi cũng xin được mời các vị khách quý còn lại sẽ trao 4 chiếc cúp cho 4 cô hoa hậu còn lại của chúng ta. Và chúng tôi xin được công bố ngay sau đây người đoạt danh hiệu Nữ hoàng Vinpearl. And the best of bikini, the Queen of Vinpearl belongs to Miss Mexico. Nữ hoàng Vinpearl, Miss Mexico. That you are the phone. I love you. I love you. I love you. I love you. Tonight. Chúng ta cùng một lần nữa chúc mừng cho Hoa hậu Mexico. Hoa hậu mặc trang phục đi biển đẹp nhất, người giành được danh hiệu Nữ hoàng Vinpearl của đêm nay. Once again, congratulations to Miss Mexico, the best in bikini, the Queen of Vinpearl. I wish that you are the phone. Thưa quý vị và các bạn, đêm trình diễn trang phục đi biển Nữ hoàng Vinpearl trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2008 được truyền hình trực tiếp từ sân khấu nhà nước Vinpearl Nha Trang xin được khép lại tại đây.
We'd like to thank all of the passion of all of you, our very beloved audience. A special thanks to the sponsors of the show. You're so wonderful. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những hoạt động tiếp theo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. We'd like to see you again at the coming activities under the mission.